Sau đây là câu hỏi của Trần Thị Hải Huyền. Thưa giáo sư, chồng em bị vôi hóa hai van tim phải thay và đặt bóng xung đối. Sau phẫu thuật thì bệnh của chồng em sẽ như thế nào ạ? Phải ăn uống và tập thể dục như thế nào ạ? Rất may mắn là anh được thay van tim, để bóng xung xung đối đó ạ. Thì bóng xung đối là thế này, tức là người ta sợ rằng máu nó không vào được động mạch vành. Trong quá trình đó thì người ta đưa một cái ống thông, một cái quả bóng vào trong cái động mạch chủ thông qua một cái bộ phận bóp. Bộ phận bóp đó làm căng cái quả bóng lên và xẹp quả bóng xuống tùy theo cái mức độ, cái điện tâm đồ của bệnh nhân. Thí dụ như là điện tâm đồ có PQLST và thì lúc đứng ứng với sóng T, tức là điện tâm đồ vào, thì bắt đầu nó T là tâm tâm trương, thì quả bóng giãn to ra, bơm căng quả bóng ra để cho máu nó dồn về động mạch vành. Thế xong đến khi từ tâm tâm thu sóng E rồi thì lại xẹp quả bóng lại, thì bóng nó ra, nó thành một quả tim thứ hai, làm cho máu vào động mạch nhiều hơn. Thì chắc là cái mổ đâu, mổ thành phố Hồ Chí Minh à? Không đề cập ở đây ạ. Vâng, thành phố Hồ Chí Minh họ làm cái đó nhiều, ngoài Bắc cũng có làm nhưng ít hơn. Thì bóng đối xung thì ta gọi là intraoptic balloon pump, IABP đấy, thì cái đó là một kỹ thuật tốt. Thế bây giờ rất may mắn là anh ấy được thay van rồi, và rất may mắn nữa anh là con trai, không phải đẻ lần nữa. Chứ nếu mà thay van rồi thì khó lòng mà có thể có thai được. Trừ trường hợp anh dùng cái van mà sinh học. Nhưng mà năm nay bao nhiêu tuổi? Không nói. Không đề cập ở đây ạ. Vâng. Thường thường những người cao tuổi thì người ta dùng van sinh học. Người thấp tuổi thì là người ta dùng van carbon. Tại sao như vậy? Vì cao tuổi cái thời gian sống nó không nhiều nữa. Thì còn cái carbon thì nó có dài trong nhiều chục năm. Đúng không? Nhưng bây giờ thì không đặt vấn đề về nữa. Thì may mắn thì anh vẫn giữ chế độ như là một người bị mắc bệnh tim, tức là ăn bớt mặn và không làm việc nặng thì có thể sống rất lâu, và dùng thuốc chống độc nếu mà dùng thuốc van carbon. Ai cũng cần trái tim khỏe để yêu thương, nhưng theo thời gian trái tim cũng sẽ dần suy yếu. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày. Ích Tâm Khang giúp ngừa nguy cơ suy tim, giúp giảm đau thắt ngực, mệt mỏi, ho phù, khó thở. Ích Tâm Khang cải thiện tuần hoàn mạch vành. Ích Tâm Khang tăng cường sức khỏe trái tim. Đông Tây mang lại niềm tin sức khỏe.